Khoảng chừng chút xíu nữa thì quý vị sẽ thấy em Phong sẽ được lột xác nha, sẽ được là một người ca sĩ thật, được đứng sân khấu biểu diễn. Hiện tại thì đang được mài dũa sắc đẹp để chuẩn bị bước lên sân khấu, cũng như đang được một cái cô phù thủy gọi là người ta còn gọi là phù thủy biến hóa, một người có thể một người xấu thành người đẹp, nhưng mà cả nhà mình thấy rồi đó, Phong có cái nét đẹp sẵn rồi cho nên thì chỉ cần make up sơ thôi. Phong vậy quay qua đây nhìn cái đó, đó con mắt rất là đẹp nha. Phong chồng rất rất là đẹp nha, đẹp trai sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần chấm 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 lên cái là tươi rói liền. Dạ quý vị ơi, bây giờ là em Phong đã make up xong rồi nha. Đó, cả nhà mình ơi, cả nhà mình, gia đình của mình thấy em Phong đẹp trai không? Còn Hồng Thấm thì chưa có thay đồ được. Phong chuẩn bị biểu diễn trước với Tuấn Khương. Hai anh em mình sẽ hát cái liên khúc Tuấn Khương. Đây, đó, đứng lên đi Phong, đứng lên cho khán giả thấy nè, đó. Kè nhìn vô kiến kìa. Cả nhà mình thấy em Phong là đẹp trai không cả nhà? Hy vọng rằng toàn thể quý vị trong nước và ngoài nước ủng hộ cho liên khúc Tuấn Khương 17. Đây là một liên khúc trữ tình bolero mà Tuấn Khương được phối nhạc lại bằng thể loại nhạc disco bebop rất là hay. Và nếu như quý vị khán thính giả trong nước và ngoài nước trong thời gian qua đã thương mến liên khúc hải ngoại Tuấn Khương từ số 1 cho tới số 16 rồi thì quý vị không thể nào bỏ qua được liên khúc thứ 17 này của Khương nha. Và liên khúc này chỉ có hai anh em hát thôi, và mấy ngày hôm nay thì Khương dành rất là nhiều thời gian để tập dược cho em Phong những cái bài hát mà có nhiều bài em Phong chưa từng hát luôn, nhưng mà em Phong cũng rất là nhanh chóng và em phát huy tài năng của mình thật là tuyệt vời đó anh quý vị ạ. Thì thưa quý vị, trong cái liên khúc này em Phong sẽ hát tập hai giọng, giọng của cố nghệ sĩ danh ca Duy Khánh và ca sĩ Tuấn Vũ, danh ca Tuấn Vũ. Bởi vì Trường Vũ thì nhanh quá, bebop thì nhanh quá thì không thể nào mà hát theo được Trường Vũ. Rồi cho nên xin mời quý vị hãy ủng hộ cho hai anh em của Tuấn Khương, liên khúc là liên khúc Tuấn Khương 17 nha cả nhà nha. Thưa quý vị ơi, bây giờ thì Hồng Thấm là quý vị, Hồng Thấm đang lên đồ quý vị. Quý vị thấy Hồng Thấm lên đồ rất là xinh đẹp nha. Rồi em Phong cũng lên đồ luôn. Chào quý vị quá. Khán giả chắc lẽ rất là mong đợi. Em Phong với Thấm chuẩn bị hát bài gì mặc đồ này đây? Một mai giả từ vũ khí ạ. Một mai giả từ vũ khí? Dạ. Chuẩn bị biểu diễn bằng một mai giả từ vũ khí. Dạ Thấm ơi, chuẩn bị hát một bài giả từ vũ khí, nói gì với lại khán giả đi con. Thì nãy giờ hai anh em mình cũng hát được chơi với nhau hai bài rồi, giờ là chuẩn bị quay bài thứ ba. Thì không biết nói gì nữa, ngại quá. Rất mong khán giả sẽ ủng hộ. Dạ thì hai anh em rất là mong được sự ủng hộ khán giả khi mà ra bài hát Một mai giả từ vũ khí. Một mai giả từ vũ khí. Rồi em Phong lại đứng kế em Thống nè, đó. Rồi cái sự mà cái Phong muốn nói gì với khán giả nè? Rất mong khán giả ủng hộ cho hai anh em Phong Xuân Nước và Hồng Thấm ca những ca khúc những cái từ vũ khí
những bài hát tiếp theo là sẽ nhiều bài hát nữa để phục vụ cho cô bác anh chị. Rồi, cái cảm giác của em khi được đứng biểu diễn trên một cái sân khấu chuyên nghiệp thì em thấy thế nào? Dạ, em thấy rất là hứng khởi và rất là vui và rất là mừng anh. Rồi, với lại em được mặc những trang phục biểu diễn, những bộ đồ vest chuyên nghiệp của những nhà thiết kế nổi tiếng. Thì em thấy là khi em mặc lên những bộ đồ này em có cảm thấy mình khác hẳn so với hàng ngày hay là cái, nói chung là em theo cái cảm nhận em thì em nghĩ như thế nào? Dạ nó khác hẳn luôn anh. Dạ nó lạ. Dạ. Lạ nhưng mà cảm thấy là hồi hộp hay là cảm thấy là mình đang lo sợ không? Lo sợ là khi mà mặc cái bộ đồ này lên sân khấu là không biết là khán giả còn thương yêu mình giống như mình mặc cái bộ đồ trên cái đường phố mình hát không? Dạ, tại vì khán giả cũng rất là, lúc em hát từ đường phố thì khán giả cũng rất là ủng hộ em về sân khấu chuyên nghiệp, cũng rất thích cái lộn gì, nhưng mà sau này thì em cũng vẫn hát kênh của cái người đó đào tạo em lên, vẫn nhạc em vào sân nước anh, nếu đi hát thì vào này, nhưng mà hát đường phố thì vẫn là sân nước anh. Thưa quý vị thấy những cái lời nói của em Phong rất là chân thật. Thì Tuấn Khương cũng rất là mong tất cả quý vị trong nước và ngoài nước hãy ủng hộ cho tiếng hát của em Phong Sơn Nước. Là em Hoàng Phong, nghệ danh biểu diễn của em là Hoàng Phong và tên thật của em vẫn là Hoàng Phong. Và em lấy cái tên thật của mình sẽ làm cái nghệ danh để hát đi biểu diễn khắp nơi. Và thưa quý vị, còn khi mà em xuất hiện trên cái kênh đường phố hồi nãy em Phong nói đó, thì vẫn là một cái người thợ xây dựng, cái người sân nước. Thì em luôn luôn giữ được một cái nét, cái chất của một cái người lao động. Rồi, và cái sự thay đổi trong cuộc sống của em, anh cũng hy vọng rằng là Phong luôn giữ được một cái nét chân quê của mình, nét thật thà của mình. Cho dù sau này em có là một cái người ca sĩ nổi tiếng như thế nào thì cũng đừng bao giờ mà quên đi những cái chuyện mà thương yêu trong cái tình cảm gia đình, cũng như nhất là bà xã của em nữa. Bà xã của em rất là tuyệt vời và đã ủng hộ cho em hết mình. Lúc nào bà xã cũng theo em anh. Rồi, thì thôi bây giờ hai em chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn thì thôi. Bây giờ xin chào tạm biệt khán giả và nói cái gì để nhắn nhủ cho khán giả ủng hộ mình nè. Lần nữa nói đi. Dạ thì hai anh em, tụi em cũng rất là mong khán giả sẽ ủng hộ hai anh em khi mà ra được nhiều bài hát, cái sản phẩm trên sân khấu chuyên nghiệp ha. Dạ. Rồi xin chào tạm biệt.